Yeah. Lo limpio. Yeah, John Moore. I let you go, but you have woo, it. Woo. Đây ạ. Đấy. Nè, chưa. Hảo, các bạn lấy. Ok. Ok, khỏi em thế rồi này. Khỏi thế rồi. Cả chú ăn bó. Nghệ hả? Nè, cái kia phra thì ít chắc là cái kia là cả sông phục. Vội em mèl bê ạ. Phải, thích chứ. Để hãy dưu ăn trang. Tía đủ lần nữa. Thầy bao cái chả rồi. Tiền đang rồi. Tìm ăn dưu ăn. Dạ vào bờ. Dạ vào. Tìm cái khách tìm trong cái lá. Thôi đừng. Thôi chạy. Thôi chạy. Chạy cây. Thôi chạy. Thôi chạy. Thôi chạy. Thôi chạy. Cái đồ nghề hồi dư. Mới tạo lại nghe. Giới thiệu các bạn, tôi chỉ giới thiệu tôi là Uy Ái, tức là Dương Ba. À Dương Ba. Hiện nay tôi thu hoạch được khoảng 15 ký à Dương. Đấy. Tiếp theo là mời anh Ái đây ạ. Đấy, ai đang quay đi. Nó lên làm không vậy? Lên. Anh có thể cho biết hàng ngày anh thu nhập được bao nhiêu tiền hay? Anh là Dương Rễ. Anh Dương Rễ. Khoảng trái rễ. Trái rửa rồi. 20kg. 20kg, thế 1kg là mua bao nhiêu tiền hay? 10 lạng. Anh khiêm tốn quá. Mẹ anh có trả lời. Khoảng 250 anh. 250, thế là anh thu nhập một ngày là 450 triệu. Xin mời thằng kia. Xin mời A Dương Nam. Anh có thể cho biết hiện nay anh bao nhiêu tuổi không? Anh bao nhiêu tuổi rồi? 10. À, tức là 35 tuổi rồi. Xin cảm ơn. Rồi. Vâng, A Dương 6, A Dương 4, A Dương 4. Anh tránh mất cái. Đừng. Cho anh A Dương. Đừng cất trung anh. Khi mà khai thác A Dương xong anh sẽ làm gì? À vượt cũng cần có mấy thằng đốt đệ ở trong một rễ ở trong liệu mấy rồi thôi cho. Khi mà anh có tiền ở Dương anh đi chạy em nào không hay là anh chạy ở cà phê em cà phê đi em cà phê rồi ok nhiều ngày mà cho họ điên à ai lên anh chị đây là tất cả anh chị em mà xem bộ phận A Dương làm việc đây A Dương 2 này. Quay vào cô A Dương. Đây là A Dương hay còn gọi là hạt đuôi đây. Đây coi rõ nhìn xem. Rõ nhìn xem. Rõ. Đang thấy chưa? Rồi, đang có xin chấm lớp mai phục. Mai quá trời. À, theo anh bộ phận A Dương này khoảng bao nhiêu kg hả anh? 15. À, 15 tôi suy nghĩ là khoảng 15 kg, nhưng à, tôi sẽ lại 10 kg. Dạ vâng, anh cảm ơn. Biết tính trong à, thế đây anh cho biết là hiện nay anh lên đây có mang cơm gạo gì không hay là anh về ngay? À kên, có mang. À, hiện nay bộ phận A Dương rể nói là ăn cơm á. Cái lên cấp trên là phải ăn cơm. Cái lên cấp trên là thằng thơ là mày đi lấy một phần gạo bên kia là gạo là cơm á. Điệt mẹ. Tao đi lấy à. Điệt mẹ. Điệt mẹ cái thằng ai kia. Thằng sao đây. Điệt mẹ. Nhai. Nhai mồ, nhai đâu. Đâu. Đấy, ở trường một đấy. Hiện nay là đây là hiện trường vụ án phá bộ phận ở trường đấy. Các bạn có thể thấy là một cục. Ngoài tâm lòng mình lại. Nghe chưa? Nghe. Khá đẹp xíu. Bà là bê đặc nhiều học đường. Rồi vui khóc. Ăn. Mà người ta muốn đi chưa chứ? Trời. Trời. Chỉ có bao nhiêu cho đủ. Rồi đổ rồi chậm rồi. Đây là hiện trường vụ án khai thác A Dương hạt đuổi ơi. Đứng đầu vụ án này là anh Tuyết Gen hay còn gọi là A Dương Rị. Đứng thứ hai là anh Lúc Ái, tức là A Dương Cảnh. A Dương Cảnh hiện nay là cung cấp một số tư trang vật liệu
ví dụ như là ví dụ anh ta cung cấp máy cưa này, xăng dầu này, vâng vâng, đó là nhà đầu tư. Còn có đây là anh này, anh Trừ là cung cấp thức ăn thức uống, còn anh Thân về là anh Dương Nam là đi chơi đi cho có mặt. Nếu mà kêu lắm bắt thì bắt khoảng hai anh A Dương thôi, A Dương Rỉ và A Dương Cảnh. Sao mà vô lý được, vì hai anh này là có đây hắn có một chỗ cái đồng chí A Dương là chưa nhặt hết á, đề nghị đồng chí Trừ là hai gọi là A Dương bốn là nhặt hết. Đây đồng chí mang cơm gạo đến nơi rồi, có thể nói là đồng chí này có thể thiếu đồng chí. Đồng chí này mà mất đi có thể nói là đồng chí này mà không đến thì chúng tôi chết. Đồng chí bên kia là đấy, các bạn có thể thấy đây, đó. Đồng chí A Dương một đấy, hắn gọi là A Dương Rễ đấy, là trùng khung bố, là ông này là chuyên đề là cưa này, cưa gỗ này, hắn gọi là cưa A Dương này đấy. Đồng chí đang gọt cho A Dương Rễ á. Đó, thấy chưa? Anh nhảy đi cho chúng tôi coi. Và cái bao A Dương cho đẹp mắt nhìn. Một thằng ni làm cái chi mà tụp dưới nước. Đủ mạnh khỏe hết. Với bao A Dương trên tay, anh ta đã khoe mình với bụng ngực lép. Đó. Hiện nay có thể nói đồng chí A Dương Cảnh là đang karaoke đạt á. Để tập sức lực để cưa thêm mấy con quay trên. Còn thằng kia là đang này lượm thêm A Dương này. Ở mẹ ơi. Đây là mùa cơm, chỉ giờ thằng lùm nó có độc như kia. Cái giờ tao là này. Lính ngụy à? Vẫn là anh ta. Đây là lính ngụy từ thời Bác Bó. Cái gì? Thôi, khỏe cái thằng ăn lên. Vậy bị lao bị trầm bại quá nè. Bài lúc cú. Cảm ơn.